ai. Mới đi xong cồn hầu lỡ không cần, nắng sắt mà kém ai nọng sao. Ní hùa chờ ai nọng khắm nở, dù
giờ lành, giờ đẹp từ nhà tổ chức buổi lễ ra mắt cho đôi bạn trẻ Vân Tài, Ngọc Kim của nhà hai bên gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay rồi, quý vị ơi. Chính vì thế liên tục chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị quan khách quý. Chúng ta sẽ cùng nhau, hãy cùng nhau nhanh chân dồn bước trở vào trong hốt trường cưới của đôi bạn trẻ chúng ta đi ạ. Và toàn thể quý vị, chúng ta đang ngồi trong khán phòng cưới hạnh phúc rồi. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ngồi thư thái thoải mái dùng cơm bông rượu và cùng nhau hướng mắt lên sân khấu tình yêu, từ nhau chào đón diễn viên của cặp đôi nương hạnh phúc nhất, ra người nhất cũng như đại diện hai bên gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay nha quý vị nhờ. Chứ được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay phải nói rằng là mùa hạ đi qua thì mùa thu lại tới, gió hiu may vời vợi gọi đông về mang theo bao kỷ niệm, đông về mang theo ngày cưới của đôi ta. Vâng thưa quý vị, và mời chúng ta sinh ra trên cuộc đời này và đều đã được thượng đế định đoạt cho cuộc đời này, và ở đâu đó trên trái đất, và chỉ cần hai hình họ gặp nhau, họ đi ngang qua nhau và thấy có chuyện tình yêu được bắt đầu. Và sau bao nhiêu năm trải qua khó khăn và đầy thử thách ngày hôm nay, chú sĩ Văn Tài đã cùng tay nắm chặt tay cô dâu Ngọc Kim dựng ở một nơi gọi là mái ấm gia đình. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngay giây phút thì đây, có thể toàn thể quý vị quan khách chúng ta trong buổi trưa ngày, chúng ta phải đợi chờ lâu hơn nữa. Và ngay giây phút thì đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tạm ngưng trong giây lát và cùng ngay nhìn mình với cánh cổ hoa, và cùng nổ ra một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa thì cùng đón chào đôi tân lang tân nương đẹp nhất sáng ngày nhất trong buổi trưa ngày mai, có chơi chú sĩ Văn Tài sẽ diễn xuyên của cô dâu Ngọc Kim. Vâng xin mời chúng ta cùng hội tụ đông đủ về đây và để mừng hạnh phúc đôi đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung, hai bên hai họ ta cùng thuận hòa. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cô dâu chú rể của ta được không nào anh chị em ơi. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thật đúng là chim con thì đỗ nóc nhà quan, trai con sừng vợ, gái ngoan gà chồng, hôm nay làm lễ tờ hồng chúc cho sâu sẻ ấm nồng mai sâu. Vâng thưa quý vị, và xuất hiện trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đây đang là sự xuất hiện của hai nhân vật chính, và họ cũng chính là lý do để chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng tin chắc chắn rằng hạnh phúc của họ sẽ càng trở nên đong đầy và ý nghĩa hơn rất nhiều khi mà có sự có mặt của hai bên gia đình. Vâng thưa quý vị thân mến, và liên tục chương trình chơi với ra mắt của chú sĩ Phát Tài sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Kim trong buổi trưa mây. Để bên phần đoàn nhà trai cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên trên sân khấu có ông Lò Văn Thơm và bà Lương Thị Lả, và đứng sinh thành tuyệt vời nhất của chú sĩ Phát Tài sẽ mạnh dạn nhanh chân xèo bước di chuyển về sân khấu để diễn kiến hết toàn thể quý vị. Vâng xin mời. Dạ vâng, và kết tình tham gia với phái đoàn hòa nhạc trai của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Về phía phái đoàn hòa nhạc gái, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu có ông Quang Văn Tiết và bà Lò Thị Hiêng, đó chính là thân sinh phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Ngọc Kim, cũng sẽ cùng nhau di chuyển với sân khấu để diện kiến toàn thể quý vị. Dạ vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Dạ vâng, đông đủ trên sân khấu tình yêu để cùng nhau diễn tiến toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta rồi. Và thật đúng là nhà nước cấm pháo thì mất hay, nhưng ta lại có những tràng vỗ tay nhiệt tình vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vậy thì cứ đều tay ta vỗ chắc chắn sẽ lung linh khắp cả hôn trường, đúng không toàn thể quý vị ơi. Và một lần xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đổ ra một tràng vỗ tay thật lớn cho đại gia đình của chúng ta được không nào Phi Nam ơi. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thật đúng là yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo thì anh cũng qua, mà yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, nắng mưa cũng quyết, mà phong ba thì anh cũng liều. Vâng thưa quý vị thân mến, và tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là chú sĩ Văn Tài sánh xuyên cùng cô dâu Ngọc Kim, được ví như là ánh trăng tròn đẹp qua sông hôn sông sông bến hải, thắm đượm và dài hơn sẽ dài Trường Sơn. Vâng thưa quý vị thân mến, và từ ngày xưa cho đến tận bây giờ và mãi tận ngày sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài và có nhiều muôn vàn nhiều màu sắc khác nhau. Sau đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn muốn về chung một mái ấm gia đình, chung anh chung chị chung bà chung ông, ban ngày thì chung việc ngoài đồng, tối về thì chung chăn chung gối chung phòng, và một khi tay con tim đã cùng hòa chung cùng một nhịp đập, có thể đập nguyện mãi như chim lẻ cánh như cây lẻ cành. Và dưới đây chú sĩ Văn Tài sánh xuyên cùng cô dâu Ngọc Kim cũng không nằm ngoài quy luật ấy, và đến giây phút ngày đây họ đã vượt qua từ một tình bạn trong sáng để về với một tình yêu thật là tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay được xem là một ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 16 tháng 4 năm 2024, tức là ngày 8 tháng 3 năm Giáp Thìn, thực sự vun vẹn tác hợp của hai bên gia đình
và đặc biệt là sự nhất trí tổng tình ca của đôi bạn trẻ Vân Tài và Ngọc Kim. Và đến giây phút ở đây, Hoàng Đức Chỉnh ơi, chúng ta cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chú rể Vân Tài, cô dâu Ngọc Kim. Xin phép chính thức được bắt đầu. Cùng nhau đổ ra cho chàng phố tay thật lớn nào cả nhà mình ơi. Bởi cho mày trăm năm hạnh phúc bắt đầu nghĩa phụ thể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Và như vậy là cô dâu chú rể của chúng ta cũng đã nên vợ thành chồng. Đẹp duyên đôi lứa, đẹp lòng mẹ cha, đẹp cho tình cảm hai nhà, đẹp cho đôi ta mặn mà thủy chung, đẹp. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây, và để chúc mừng cho ngày hạnh phúc, ngày tuyệt vời nhất cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa mai, thì đại gia đình, các cô, các thím, các chị em đã chuẩn bị những món quà hết sức tuyệt vời với ý nghĩa để gửi chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc trăm năm. Vâng, thưa quý vị thân mến, và món quà đầu tiên cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên trên sân khấu. Món quà đầu tiên đến từ gia đình cô Khan, trân trọng kính mời. Đó chính là món quà đến từ gia đình của cô Khan, như là gia đình thím Đông Hà của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển với lên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ để cùng nhau gửi tặng những món quà cho hai con, hai cháu của mình nhân ngày vui trọng đại hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vừa thưa quý vị thân lên trên sân khấu, món quà tiếp theo đến từ gia đình anh Tỉnh Nhất, gia đình bạn Khánh Vi. Xin được trân trọng kính mời. Một lời bằng son rằng sâu hiền xê thảo nghe con bó công cha mẹ thành tài mừng vui. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn món quà đến từ gia đình cô Khan, như là gia đình thím Đông Hà của chúng ta rất nhiều. Và trân trọng kính mời món quà của gia đình anh chị Tỉnh Nhất, cũng như là gia đình bạn Khánh Vi của chúng ta. Khánh Vi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên sân khấu để được gửi tặng những món quà cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chiêm và cờ phốt phía phát cản mắt tủ mắt tôm mất trong mắt ở đời phố mét năm cảm mới đi đầu dương nản khai nỉ bạn tổ chức trong đầu xâm làn sau lại cảm ơn tách lại pin đồng chủ phủ lại con hậu khả năng bảo sau 10 nặng chua gân đơn pin đồng nơ mình nếu bảo lại vào lại phú sẵn đơn pin đồng nơ chăm bà phà cờ đen hòn nở pin đồng nò hậu bà pin đồng và cờ phốt phía phát cản mắt tủ mắt tôm cho đồng bào ước khẩu lầu đi lầu sau này cảm ơn tất lại pin đồng chủ phủ lại con hậu cần cần bắt dân khấu bay khắp xe bay nhảy bay chốt mắt ở đời phố mét năm cảm mini chỉ lại qua pin đồng ơi lại theo từ mưa tương sương nhớ sương ô sương luồng mà chỉ lại qua pin đồng ơi. Vâng, thưa quý vị thân mến, và một lần nữa cho ban tổ chức cũng được thay mặt cho hai bên gia đình và đất lời cho cô sau và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những món quà hết sức tuyệt vời vậy nhiên đến từ gia đình cô Khan, gia đình thím Đông Hà, gia đình anh Tỉnh Nhất, gia đình bạn Khánh Vi. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, và để tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời các bạn trẻ hạnh phúc nhất của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ cùng nhau tiếp tục tiến về phía bàn tiệc rượu để cùng nhau tay trong tay rót tràn tháp ly rượu. Trân trọng kính mời các bạn trẻ của chúng ta tăng tay trong tay rót chén rượu hồng. Dẫu cây gió nhạt thì xin hai bạn đừng quên nhau, và trăm năm thì bạc đầu mái đầu như câu hợp tâm đầu hôm nay rất tuyệt vời. Trân trọng kính mời hai bạn sẽ tiếp tục chai rượu sâm banh từ hai đĩa. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngay giây phút ngày đây thì chúc đẹp trai Vân Tài của chúng ta sẽ cầm cho mình hai ly rượu cho nhau kính mời rượu lên bố mẹ vợ của mình. Và cũng chính là trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp Ngọc Kim cũng sẽ cầm cho mình hai ly rượu cho kính mời rượu lên bố mẹ chồng. Và trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau cầm cho mình mỗi người một ly rượu đĩa. Vâng ạ, trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ nhau chạm ly nhau và hướng ly xuống phía bên dưới để mời rượu toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta đi ạ. Trân trọng kính mời chiếc phò chiếc mẹ chiếc bình đồng chủ phủ lại con mình đi pin đồng và cờ phốt phía bắc cản mất tủng mất tôm mất chấm mưng ở đời phố bên đồng cầm mình đi đầu pin đồng ơi khai nỉ theo đồng bào hàng bàn tổ chức trong lầu xung làn để thảm pin đồng chủ phủ lại con. Và ngày hôm nay đây, toàn thể quý vị chúng ta đã bắt chút thời gian và học của mình về chung vui với gia đình hoàn cảnh trai của chúng tôi trong buổi trưa mai. Và ngay giây phút thì đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy rót vào ly rượu của mình đây để cùng chung với đại diện hai bên gia đình, và đặc biệt chúc cho cô sâu và chú rể của chúng ta được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa vô thề. Trân trọng kính mời. Hai ba sơ, hai ba sơ, hai ba chúc mừng hạnh phúc với mọi người. Bạn trẻ Vân Tài
Tài và Ngọc Kim của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần cũng xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều, cũng như xin được chân thành cảm ơn cô dâu chú rể đại diện hai bên gia đình. Và đến giây phút ở đây để tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị, trân trọng kính mời cô dâu chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ tranh thủ xuống từng bàn cơm thực rượu, từng nhân mời cơm mời rượu toàn thể quý vị quan khách khách quý của chúng ta đi ạ. Trân trọng kính mời.